Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với chương trình Việt Mỹ. Và thưa với quý vị, trong video này thì giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm sẽ trả lời những cái câu hỏi của quý vị đã đặt cho chương trình. Trước tiên thì bây giờ xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel, kính chào quý khán giả. Dạ, ngày hôm nay thì thấy bác sĩ Liêm mặc áo ấm, bên bác sĩ Liêm là đã vào thu rồi thì có lạnh lắm không? Sáng hôm nay trời 39 độ, rồi. Bây giờ là 40 độ. 40 độ, vậy là thường á, nếu mà đã vào đông rồi 40 độ thì thuộc về là ok, ấm áp. Nhưng mà mới vào mùa lạnh mà 40 độ là bị lạnh lắm đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Và những quý vị mà đang theo dõi chương trình thì tiểu bang của quý vị hiện tại có lạnh lắm hay không? Để lại bình luận dưới đây nha. Còn tiểu bang của Rachel bây giờ là khá lạnh á. Không biết chính xác bao nhiêu độ nhưng mà lạnh. Ngày hôm nay là quý vị thấy rồi, cũng bắt đầu là mặc áo cổ lọ rồi. Chúc mọi người giữ ấm trong mùa lạnh này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần câu hỏi của quý vị khán giả. Trước khi vào chương trình thì bác sĩ Liêm có gì căn dặn hay là có câu nào đặc biệt là bác sĩ Liêm muốn nói trước hay không? Không nhớ, rồi chờ cứ hỏi đi. Dạ rồi, bây giờ thì Rachel sẽ đi vào câu đầu tiên của vị khán giả tên là Hoa Lê. Xin chào bác sĩ và MC. Tôi có nghe bác sĩ nói về uống cà phê tốt, nhưng tôi không biết là uống cà phê đen hay là cà phê với sữa như là creamer, như vanilla và sữa ông thọ. Xin biết loại nào tốt? Tôi có bị tiểu đường loại 2. Xin cảm ơn bác sĩ và cô MC rất nhiều. Có một vị khán giả khác thì trả lời là nên tập làm quen uống cà phê không đường thì tốt. Xin mời bác sĩ Liêm. Đúng rồi, theo kho dữ liệu bên Anh, so sánh cà phê với trà, họ thấy là uống cà phê với cả cam không có xấu mà còn tốt, và tốt hơn trà chút đỉnh. Tức là giữa cà phê với trà, hai cái đều tốt, mà cà phê tốt hơn trà. Người uống cà phê sống lâu hơn người uống trà, kể cả uống cà phê với kem. Nhưng mà người Việt Nam vì Pháp đô hộ mình không đem sữa tươi qua được. Hồi đó chưa có kỹ nghệ tủ lạnh, cho nên người Pháp họ phải đem sữa từ Pháp hay là Thụy Sĩ qua Việt Nam. Thành ra họ sáng chế ra cái sữa đặc có đường, họ có thể uống sữa mà không có bị thiếu sữa. Hình thức khác là sữa bột. Người Việt Nam thì quen với sữa đặc có đường, rồi uống là thành quen miệng rồi, thì cứ tiếp tục dùng. Nhưng thật ra là cái đường trong đó nó hơi nhiều, nó không có tốt cho sức khỏe. Cho nên nếu mà mình uống với sữa bột hay là mình uống với sữa tươi thì nó tốt hơn. Dạ, Rachel cũng ưa thấy có nhiều người là uống cà phê gói. Thì có nên hay là không nên nốt như mà uống mỗi ngày? Cà phê thì vẫn tốt, gói thì không biết cái lượng đường nó bao nhiêu. Nếu mà họ bỏ lượng đường nhiều thì không có tốt. Nếu bỏ lượng đường ít, chỉ có 5 hay 10 gram, mà cái đường sucrose tối đa một ngày mình có thể dùng 50 gram, thì 5 tới 10 gram thì không có bao nhiêu, tức là 1 hay 2 muỗng cà phê. Nhưng mà nếu mà họ bỏ 25 gram vào trong đó thì quá nhiều. Mà sữa đặc có đường là có thể là có 25 gram trong mỗi ly cà phê sữa. Nó làm như là nửa cái số tổng cộng của mỗi ngày rồi. Thành ra không có tốt. Nhưng mà kem thì không có gì là xấu cả. Và sữa tươi thì cũng không có gì là xấu cả. Sữa tươi càng tốt hơn kem nữa. Nhưng mà nói chung thì nhiều người vẫn còn sợ cholesterol, rồi chất béo rồi này kia. Cái đó là sai lầm rất là quan trọng. Tôi mới đọc một cái khảo cứu của cái Hải quân Mỹ. Họ làm khảo cứu trên cá heo, thì họ có khám phá ra có một cái chất béo rất là tốt cho sức khỏe, chỉ có ở trong sữa, mà sữa tươi 100% fat đó, chứ còn mà nếu mà làm 2% hay 1% là cũng mất cái chất béo đó ra. Mà chất béo đó khi họ khảo cứu trên con cá heo, nó giúp con cá heo lớn tuổi rất là nhiều. Cái khoa học sai lầm lấy chất béo ra khỏi sữa, làm sữa mất cái sự bổ dưỡng. Đừng có sợ chất béo. Cái ông sinh viên y khoa Harvard, ông ăn mấy trăm quả trứng hay mấy ngàn quả trứng một tháng, cholesterol của ông có bị gì đâu, còn xuống nữa. Thành ra đừng có tin vào những khoa học của hồi xưa nó bị sai lầm. Nhưng mà đường thì quan trọng, là mình nên kiểm soát cái số đường. Với lại một cái điều nữa mà ở trong cái cà phê gói, cái instant coffee á, thì mình có nên để ý đến là chất bảo quản hay không, hay là thường thì cũng nhỏ thôi cũng không sao? Chất bảo quản không bao nhiêu hết. Với lại, nhưng mà phải để ý là nếu mà chất béo mà nó là trans fat mà thực vật á, thì không có tốt. Tại vì nhiều khi nó bỏ trans fat thực vật vào trong đó thì không có tốt. Trans fat động vật
mà cái số nhỏ thì không có sao hết. Ví dụ như mấy người mà họ đi mua whey protein mà họ thấy có chút trans fat đó, họ la làng, không trans fat, nhưng mà thật đau ra cái đó là trans fat động vật, nó thiên nhiên, nó từ trong sữa, nó không có xấu gì hết. Dạ rồi. Vậy cho nên là nếu mà những ai mà thích uống cà phê mà instant coffee gói thì hai cái điều quan trọng, thứ nhất là mình xem cái thành phần đường là bao nhiêu và coi cái trans fat là bao Ừ. nhiêu và cái loại trans fat gì nữa hả? Đúng rồi, cái thí dụ như cái non dairy cream đó, nó có nhiều trans fat lắm, còn cái dairy cream thì lại tốt hơn, và half and half thì nó có một nửa là từ non dairy, thì cái non dairy nó từ thực vật, nó thường thường là trans fat. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Long Đường Long Dương. Dạ con xin kính chào bác sĩ Liêm và em Rachel quý mến. Con trai của con năm nay 17 tuổi và lúc cháu 11 tuổi thì đi bác sĩ cho đi thử máu và nói con của con bị axillary bacteria và bác sĩ gia đình cho uống antibiotic một tuần lễ và đi kiểm tra lại bằng cách thổi bong bóng nói axillary bacteria còn đó và gửi con của con đi đến bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa nói nếu nó không bị đau thì cứ để yên như vậy. Con rất mong bác sĩ cho con lời khuyên và bây giờ con nên cho cháu đi điều trị hay là để yên? Con rất là lo và cháu rất là khó ngủ. Thỉnh thoảng cháu cũng lấy thuốc melatonin 5 mg để uống khi mà cháu muốn ngủ để ngày mai đi làm test ở trường. Con không biết như vậy có tốt cho cháu hay không? Con xin cho thành thật cảm ơn bác sĩ Liêm nhiều. Con thường xuyên xem chương trình của bác sĩ Liêm nhiều và share cho người thân và bạn bè. Con kính chúc bác sĩ được nhiều sức khỏe và em Rachel để giúp cho chúng con hiểu thêm về bệnh để bớt lo lắng. Con không có giỏi về những câu hỏi, con mong bác thông cảm. Dạ, mời bác. H. pylori mà ông viết thành X pylori. Dạ, Rachel cũng đoán như vậy. H là Helicobacteria. Ở một vài xứ sở như ở Đông Á, cái H. pylori nó ở trong cái soi nhiều lắm. Ăn rau cỏ mà rau sống hay là ăn trái cây tươi rồi đó, rất dễ bị nhiễm H. pylori. Đũa muỗng chung gắp thức ăn rồi này kia đó, làm lây nhiễm H. pylori. H. pylori nên được chữa bằng antibiotic. Sau khi chữa cỡ 2 tuần theo mà chữa cho đúng thì thường thường là 90% nó không còn nữa, nhưng mà 10% thì có thể phải chữa thêm một lần nữa, 10% đó thì cũng có một vài phần trăm phải chữa trở lại nữa. Muốn cho chắc ăn đó phải đi bác sĩ chuyên về đường ruột và làm cái nội soi vào trong cái bao tử, rồi lấy cái dịch vị ở trong bao tử hay là làm cái sinh thiết thì mới biết là còn hay không. Còn nhiều khi mà thử máu hay là thử hơi thở mà thấy còn, mà thật ra là đã chữa hết rồi, cái đó là phải đi một cái chuyên khoa về tiêu hóa. Ông hỏi gì nữa Nó Rachel? dạ nói rằng là bác sĩ kêu là để yên, vậy giờ nên để yên hay không? Rồi nói bé này là ưa uống thuốc melatonin 5 mg để mà ngủ. Không nên để yên H. pylori. Để yên H. pylori về sau nó sẽ bị teo cái, nếu mà không bị loét thì cũng bị teo cái màng nhầy dạ dày, rồi nó làm ra không hấp thụ một vài chất rất quan trọng, rồi nó có thể gây ra ung thư của bao tử nữa. Thành ra không nên để yên, nói để yên là tầm bậy và phải chữa, nhưng mà phải đi bác sĩ chuyên chuyên khoa về về đường tiêu hóa. Còn cái chuyện melatonin cái đó không quan trọng gì, trẻ trẻ con cũng có thể uống melatonin được. Dạ rồi. Hy vọng rằng vị này nghe được nha. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Thúy Mai Ngọc. Con xin chào giáo sư bác sĩ Liêm và em sư duyên dáng và thông minh. Cho con hỏi ngón tay áp út của bàn tay phải khi con co duỗi thì nó rất là đau và cầm bút viết rất khó. Con không rõ là do ảnh hưởng nghề sử dụng cầm nắm co bóp tay phải phải nhiều hay là do một bệnh lý nào tạo nên ạ? Con đăng ký đi khám nhưng lịch hẹn tới 3 tháng nên con xin bác sĩ cho con biết là phải làm gì để cho nó đỡ đau. Con xin cảm ơn và biết ơn bác sĩ và chương trình rất tuyệt vời ạ. Thì mỗi buổi sáng nên bỏ tay vào trong cái paraffin bath, rồi co duỗi ở trong cái paraffin bath đó thì nó sẽ bớt đau rất nhiều. Mỗi ngày có thể làm ít ra là một lần buổi sáng trước khi thức dậy. Dạ.
Cái việc mà ngâm tay vào trong cái paraffin wax bath đó là tại vì nó cái độ ấm của nó làm cho mình đỡ đau hay là tại vì cái chất wax? Mình đổ nước nóng, ví dụ như mình nhúng tay vào nước nóng thì nó cũng bớt, nhưng mà cái độ dẫn nhiệt nó không có bằng cái paraffin khi mình kéo cái tay lên, cái paraffin nó đóng lại vào trong cái tay, cái độ dẫn nhiệt nó vẫn còn, rồi mình mới co giãn mấy ngón tay mình dễ dàng hơn. Là tại vì cái đó nó dẫn nhiệt với lại nó giữ được ấm lâu hơn nữa Giữ đúng được không? ấm lên, cái độ giữ nhiệt và dẫn nhiệt. Chuyện nước nóng là rút tay ra là hết. Vậy ví dụ như là nhà không có cái paraffin wax đó nhưng mà có mấy cái loại cái bao tay mà bằng điện mình cắm vô cái nó có cái độ ấm 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 nó sưởi tay đó, thì có được hay không? Không có nóng bằng, phải phải ấm hơn cái đó nhiều. Cần cái nhiệt độ của cái Đúng, paraffin wax. đúng cái nhiệt độ như là cái nước mình tắm đó. Nếu mà để thành ra cái nhiệt độ của paraffin bath nó quan trọng. Rồi. Vậy người nào mà bị đau xương, đau tay gấp thớp gì thì nên đầu tư một cái máy với lại là paraffin wax. Mà thật ra là xài chắc được một bịch gì xài cả năm. Tại xài xong rồi lột ra bỏ vô xài lại nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ nếu mà chỉ có mình dùng không có người khác thì mình đâu có sợ bị nhiễm cái gì đâu. Đúng rồi. Ở tiệm nail đồ nhiều khi đáng lẽ là xài xong phải giục mà người ta còn xài gom bỏ xài lại nữa. Còn này ở nhà mình tự xài cho mình thì không sao Đúng cả. rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Thị Hoa Lê. Kính chào bác sĩ Liêm tài giỏi đáng kính và cô MC. Cháu là fan của chương trình và xem không bỏ video nào, mong chờ từng ngày để được nghe bác tư vấn về bệnh tật của cháu. Xin hỏi, cháu là nữ 56 tuổi, chưa bị ba cao, cháu đã mãn kinh khoảng 6-7 năm rồi. Cháu có nghe bác nói là dán estrogen tốt cho người mãn kinh, vậy trường hợp của cháu có còn dán được nữa hay không? Gia đình của cháu có bố mẹ anh chị em đã bị bệnh ung thư, gan, vòm họng, đại tràng và đều đã chết. Vậy cháu có thể uống aspirin để phòng tránh được hay không? Nếu uống thì uống liều lượng bao nhiêu và uống trong cái thời gian bao lâu? Cháu rất là lo lắng vì bệnh ung thư có gen di truyền. Cháu rất là mong được câu trả lời của bác. Chúc bác và gia đình, bác cùng cô MC luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Theo bằng chứng khoa học và các kho dữ liệu thì dùng aspirin cơ may sống sót của ung thư nó cao hơn, nó không có hoàn toàn ngừa được ung thư, nhưng mà cái khi chữa thì nó sống sót nhiều hơn. Nhưng mà về các bệnh của đại tràng hay là ung thư đại tràng thì aspirin có thể ngừa cái polyp và có thể ngừa được ung thư. Thành ra không phải là tất cả các bệnh ung thư đều có thể ngừa bằng aspirin được, chỉ có bằng chứng khoa học thì cho thấy là aspirin có thể ngừa được ung thư ruột, nhưng mà những cái ung thư kia thì có bằng chứng khoa học để nói rằng khi mà người bệnh dùng aspirin, tỷ số sống sót sau khi chữa trị bằng giải phẫu hóa trị, xạ trị các cái nó cao hơn. Thành ra nên uống aspirin nếu mà sợ trong gia đình có những cái ung thư như vậy. Nhưng mà nếu uống aspirin thì uống liều nhỏ và uống suốt đời. Nên nhớ là aspirin có thể gây ra chảy máu ở trong bao tử, thành ra phải cẩn thận. Rồi còn cái việc dán estrogen và người này gia đình tiền sử như vậy Em có được không? kiếm một bác sĩ mà hiểu biết về cái vấn đề đó, ở tuổi 56 vẫn dán được, mà dán liều thấp thôi, estradiol dán, không không cần phải uống progesterone. Nhiều bác sĩ với nhiều người vẫn còn không có chưa thấu hiểu, vẫn bắt người ta uống cái hormone cái đó độc, mà là những cái gì mà tốt do dán cái estrogen liều thấp, mà nếu uống progesterone là sẽ bị mất cái công hiệu hết. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là user GB6. Kính chào bác sĩ Liêm và cô Rachel. Tôi là nữ 80 tuổi. Thưa bác sĩ, tôi đang uống thuốc được liệt kê dưới đây. Bác sĩ Liêm có cần Rachel đọc mấy cái tên thuốc này ra hết cho bác sĩ Đó, Liêm nó không? tôi thấy không được, đọc đọc giùm đi. Đọc, ok. Dạ rồi. Thuốc đầu tiên là Metoprolol 50 mg, Bexaban 5 mg, Atorvastatin 20 mg, Metformin 500 mg, Magnesium Aspirate 500 mg, Temazepam 10 mg, Metolanin, Glycerol
Trinitrate 400 microgram colloxal with Sina. Ngoài ra tôi có uống thêm hai loại thuốc xăm và thuốc đông trùng hạ thảo. Tôi rất là khó ngủ vào ban đêm, ban ngày đôi khi có ngủ gật khi coi tivi. Tôi bị ho khô, không có đàm hơn 10 năm rồi. Bác sĩ có cho tôi uống rất nhiều loại thuốc ho khác nhau nhưng không dứt bệnh. Tôi có cảm giác bay nhẹ nhẹ khi tôi đi hoặc là đứng, như thể là tôi muốn bay bay. Cơ bắp tay và chân bị teo nhỏ. Tôi đau nhức hai khớp gối và hai bả vai. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như là pin hoặc là needle bả vai bên phải. Khi tôi đi, tôi nghe có tiếng lụp cụp phát ra từ đầu gối. Bác sĩ đề nghị cho tôi nên chích thuốc Euflexa 10mg mỗi tuần, over 3 weeks. Hơn thế nữa, tôi mất vị giác, không còn muốn ăn uống. Mỗi lần vào nhà thương là tôi bị thiếu khoáng chất. Bác sĩ cho truyền normal saline và potassium và magnesium. Tôi mạo muội kính xin bác sĩ Liêm cho tôi lời khuyên ạ. Xin trân trọng. Ok. Bắt đầu lại từ đầu mà cái chỗ mà uống thuốc đó thì coi metoprolol, episaban, atorvastatin, metformin, magnesium. Temazepam là thuốc benzodiazepine, bán ghiền benzodiazepine 10mg là độ, cái lượng cũng khá lớn. Rồi bà uống melatonin nữa mà có, nói bà này là bà bị ghiền thuốc. Ngoài ra còn uống thêm thuốc xăm và trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo, thuốc sâm mà nếu mà sâm kali là làm mất ngủ, thành ra uống thuốc ngủ ghiền, thuốc ngủ tầm 7, rồi uống sâm kali nữa rồi nói là mà ngủ không được, rồi đi bay bay rồi này kia, bà này là hoàn toàn là bà này phải đi detox. Tôi rất khó ngủ vào ban đêm, nhưng mà ngày ngủ gật, rồi mà uống sâm kali bị ho khô không đàm hơn 10 năm nay rồi, tới cái đó tôi không biết, nhưng mà không thấy cái thuốc gì bà uống mà là nó làm ho. Rồi đi lập cập rồi này, bà này làm ghiền thuốc rồi tầm 7-3 rồi uống đủ thứ thuốc, 7-3 rồi uống thêm sâm đông trùng hạ thảo rồi này kia. Cái trước nhất là nghỉ uống sâm với cái đông trùng hạ thảo đi, rồi đi detox về cái temazepam đó, rồi sau khi rồi xong cái đó rồi coi. Bà này có thể là một trong những người phái nữ mà bị pernicious anemia mà không biết á, thử B12 ở trong máu có thể rất là thấp. Nếu mà như vậy thì nên chích B12, không phải là uống nha, chích. Thì nếu mà bà mà bỏ được cái đông trùng hạ thảo với sâm, rồi bà detox được cái temazepam đó, thì có thể là mà bà, nếu mà lượng B12 trong máu của bà mà dưới 300, nhất là trong cái 200 trở xuống đó, bà chích vitamin B12, bà sẽ khỏe lên rất nhiều. Yeah. Hiện nay là tào lao quá, không được. Yeah. Vậy chú nhớ là có trong video bác sĩ Liêm nói là thường thường không có nên uống quá 6 hoặc 8, thì ở đây bây giờ đếm là gần đến 10. Thì hơn 10 nữa. Nếu mà thêm hạ thảo với lại sâm nữa, sâm ghiền thuốc ngủ, ngủ không được mà lại uống thuốc kích thích. Nếu mà sâm Mỹ đó, người ta uống để ngủ, mà sâm Cali uống để kích thích. Rồi. Cho nên là bỏ những cái này. Bỏ sâm kali, bỏ đông trùng hạ thảo. Nhưng mà cái temazepam mà đừng có tự động mà nghĩ là có thể là rất là nguy hiểm. Nên là phải có bác sĩ theo dõi để mà detox, từ từ giảm thôi. Nhưng mà sau đó, mà trong khi đó phải thử máu xem cái lượng B12 là bao nhiêu. Nếu mà lượng vitamin B12 mà thấp thì chích thì sẽ khỏe lên rất nhiều. Dạ. Nhưng mà những cái thuốc này là bác sĩ cho toa, vậy nếu như vị này muốn giảm xuống thì trở lại với bác sĩ nói rằng là có cách nào bớt thuốc cho tôi được không hay sao? Nói sao để cho ổng giảm? Cái thuốc mà cần phải giảm là thuốc temazepam. Dạ. So bây giờ nói với bác sĩ là tôi muốn giảm cái này. Tôi bị ghiền cái thuốc này mà bây giờ tôi muốn bỏ. Thì bác sĩ phải giúp tôi để mà cai cái thuốc này. Dạ, dạ. Cho nên phải nói với bác sĩ của mình rõ ràng để cho ông bớt. Temazepam nó 10mg là thuốc ngủ. Mà bà uống vừa đó và vừa melatonin nữa. Thành ra rồi uống nhân sâm là upper, ghiền, nhân ghiền. Tự mình gây chứng bệnh cho mình, làm dụng thuốc. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp, thường thường là phái nữ,
bị như vậy mà cái lượng B12, B12 trong máu rất là thấp. Và khi bắt đầu chích cho họ mỗi 2 tuần chích mũi thì họ trở lại gần như bình thường. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Thảo Phương. Xin chào bác sĩ và cô MC. Tôi ở Cần Thơ, 60 tuổi, bị bệnh đau dạ dày lâu năm, thường xuyên uống Nexium, mua 40 ng 40 ngư là gì không biết. Ai biết. Xin bác sĩ tư vấn giúp cho tôi, thuốc này uống lâu dài thì có hại gì không? Và tôi còn bị bệnh trầm cảm mất ngủ lâu năm, hiện đang uống theo toa bác sĩ thần kinh Levetiracetam 500 tối một viên và quetiapine 300 mg tối một viên, escitalopram 20 mg tối thì một viên. Hiện tôi đã tự ý bớt thuốc uống còn 1/4 viên mỗi tối. Xin bác sĩ giúp cho tôi lời khuyên ạ. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Liêm và cô MC. Lời khuyên là nên có vấn đề tâm thần thì nên tiếp tục để bác sĩ chuyên về tâm thần theo dõi và điều chỉnh thuốc. Đừng có tự điều chỉnh thuốc, phải nói cho bác sĩ biết. Cho bà tự ý bớt thuốc khoảng 1/4 rồi gì kia, cái đó là không có tốt. Bác sĩ phải biết về tình trạng của bà. Chứ còn mà nếu mà như vậy, nếu mà bà bị một cái tai nạn gì đó mà đi vào trong bệnh viện mà bác sĩ không biết là bà chỉ uống 1/4 của thuốc, khi bác sĩ ra lệnh cho thuốc gì đó trong bệnh viện có thể là giết bà luôn. Là giống như là trong cái hồ sơ nó không có trùng khớp đúng không? Cho nên Đúng là phải cho bác sĩ rồi, biết. đúng rồi, đúng rồi, rất là nguy hiểm. Thuốc Nexium thì uống lâu dài không có gì nguy hiểm cả, không có gì hại cả. Còn những cái thuốc mà về tâm thần đó thì chắc chắn là phải cho ông bác sĩ tâm thần ông biết là bà bây giờ bà uống 1/4 cái số số lượng của ông cho thôi. Bây giờ xong cái câu hỏi này, nhưng mà cái câu hỏi khác nó cũng giống giống như cái phần mà tự bớt thuốc. Như có những cái tình trạng mà mình muốn tự bớt thuốc là mình bớt xong rồi mình gọi mình nói bác sĩ mình để cho họ biết để họ cập nhật thì được hay không, hay là phải xin từ bác sĩ trước rồi mới bớt? Mình có quyền với cái thân thể của mình, nhưng mà ông bác sĩ ông viết to cho mình, ông phải biết để mà trong hồ sơ cho nó chính xác. Thôi, cái điều quan trọng nhất là phải cho văn phòng biết để Đúng họ rồi, cập nhật ở trong cái hồ sơ đúng họ. rồi, đúng rồi. Dạ rồi. Thông Dạ. tin liên lạc quan trọng lắm. Dạ. Có, tại vì ở Mỹ có nhiều khi mình hẹn không phải là mình vô liền, nhưng mà mình bớt thì chắc có thể mình bớt, nhưng mà mình gọi về văn phòng thì mình cập nhật cho y tá rồi để họ vào hồ sơ. Đúng rồi, họ bỏ vào computer Dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Tiết Huỳnh. Xin chào bác sĩ Liêm, tôi ở Georgia, 67 tuổi. Nếu muốn uống sữa tươi thì nên uống sữa gì? Giữa sữa tươi và whey protein nên chọn loại nào? Câu thứ hai là có thể đo huyết áp bằng loại máy đo ở cổ tay vì nhỏ gọn khi đi xa được không? Xin cảm ơn bác sĩ và cô Rachel, chúc sức khỏe và may mắn. uống sữa tươi thì tốt hơn là uống chỉ uống whey protein. Nếu mà uống được sữa tươi thì nó là rất là tốt, thành ra phải uống sữa tươi. Nếu mà bị lactose intolerance, tại vì nhiều người Việt Nam bị lactose intolerance, nhất là 67 tuổi, nên uống sữa mà lactose free, nhưng mà whole milk chứ đừng có uống mà 2% 1% là skim milk, cái đó không có tốt. Phải uống whole milk. Mà nếu mà bị lactose intolerance thì uống lactose free, thì whole milk mà sữa tươi là tốt nhất. Còn whey protein là chỉ để uống phụ gia thôi. Nếu mà ăn uống không có đủ protein, hay là nếu mà mình muốn tăng thêm bắp thịt thì mình uống whey protein. Còn máy đo huyết áp bằng ở cổ tay thì phải chắc chắn là phải để ở ngang cái tầng của trái tim. Nếu mà để thấp hơn trái tim, cao hơn trái tim thì không có chính xác. Dạ rồi. Với lại là tại nãy bác sĩ Liêm nói là bị lactose intolerance, tại vì tiếng Anh cho nên thì thôi Rachel nói sơ qua lại bằng cái tiếng Việt mà cái ngôn ngữ dễ hiểu, là những ai mà uống sữa mà bị đi cầu tiêu chảy thì là cái body của mình không có hấp thụ được cái chất sữa, cho nên là mua cái loại là lactose free, là không có cái chất Rồi. lactose đó. Nhiều người không bị đi tiêu chảy nhưng họ đánh rắm tùm lum. Thành ra Cái mà bụng nó cứ lột chột cả ngày, nó đúng oi rồi. Người ẹ. da trắng cũng bị như vậy, tại vì khi lớn tuổi rồi nhiều khi cái gene, cái đó là trẻ con sinh ra là không có bị lactose intolerance.
tại vì nếu trẻ con mà bị lactose intolerance, trẻ con sẽ chết, tại vì phải nuôi bằng sữa mẹ, sữa mẹ cũng là lactose. Nhưng mà tùy theo cái tình trạng dinh dưỡng và cách ăn uống của mỗi dân tộc hay thì chủng tộc, thì có chủng tộc rồi cái gene của lactose sẽ không có hoạt động sau 6-7 tuổi, hay có thể là sau mười mấy tuổi. Người da trắng thì khi mà họ còn sống cho 40-60 tuổi thì rất ít người bị lactose intolerance, nhưng mà khi họ sống đến trên trên 70 tuổi thì có người đã có bị lactose intolerance, cho nên nó gọi kêu là old fart, tại vì họ Lớn tuổi là bắt đầu bị thành ra khi họ uống sữa, thành ra nên người da trắng cũng phải uống lactose intolerance, có thể là bị sình hơi hoặc là bị tiêu chảy. dạ rồi. Nói chung có hỏi sơ qua cái câu này là giống như khi mình lớn rồi, ví dụ như hồi nhỏ thì uống nhiều để cho lớn, nhưng mà khi tới 18, 20 tuổi cái bắt đầu là bỏ sữa từ từ, với nhiều khi là hai mấy, 30 tuổi không uống sữa nữa, giống như bản thân của chùa là không có uống nhiều nữa. Thì cái câu hỏi là người lớn có nên uống sữa hay không, ít nhất là một ngày một ly thì có nên hay không? Cũng cũng nên, nếu mà không có ngán, nếu mà ngán thì không cần mỗi ngày uống ly, nếu có ngán thì uống thêm whey protein cũng được vậy, nhưng mà sữa tươi là tốt nhất, Sữa tươi là tốt, là whole milk whole milk, đừng có lấy fat ra, cái đó là sự sai lầm, hoàn toàn sai lầm. ha. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Lọ Lem Lâm Lam. Xin chào bác sĩ Liêm và Rachel. Hôm nay tôi nghe được bác sĩ Liêm nói là dầu bắp độc có tính luôn loại dầu Mazola corn oil không? Bên Mỹ hầu hết nhà nào cũng xài dầu này, vậy mà hồi đó đến giờ mình không biết. Xin bác sĩ cho biết những loại dầu nào mình nên dùng để chiên xào thường ngày thay cho dầu bắp. Xin cảm ơn bác sĩ. Chiên bằng mỡ vịt là tốt nhất. Bây giờ họ bán đất Pháp á, cái đó là tốt nhất, chứ không phải là dầu. Dầu thì dầu thực vật là không có tốt bằng bằng mỡ động vật. Mà mazola con oil, tức là cũng là con oil, chỉ là cái hiệu mazola thôi. Thì cái tỷ số omega 6 trên omega 3 nó rất là bất lợi. Nó gây ra nhiều cái chất oxy hóa, nó độc. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Với lại là cái câu hỏi là những cái loại dầu nào mình nên dùng thường ngày Dầu thì mà tốt nhất là dầu olive, nhưng mà nếu mà chiên xào nhiều khi dầu olive nó có mùi, nên mỡ vịt là tốt nhất. Quên cái chữ dầu đi, Quên đi chữ dầu đi hả? đúng rồi, ngày xưa ông bà mình chiên bằng mỡ heo tốt, nhưng mà mỡ vịt là tốt nhất. Dạ rồi, tao mỡ vịt là tốt nhất rồi, còn nếu mà dầu thì dầu olive, nếu mà xào hay gì đó thì nên xài Mỡ dầu vịt, dầu olive. dầu olive để ăn trong salad hay là để làm saute sơ sơ thì đừng có làm nóng quá, thì dầu olive rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chiên xào hay là nấu cái gì nóng mà dầu dùng mỡ thì, dầu dùng mỡ đó thì dùng mỡ vịt. Dạ rồi. Ủa nhưng mà chiên bằng mỡ vịt nó có bị mùi không ta? Không có mùi, Không. trời đất ơi, cái mùi của vịt là từ cái hạt ở kế cái hào môn, mỡ vịt không có mùi gì hết. Dạ rồi, vậy, Nói vậy tại chung sao bún bằng vịt nó lại có mùi? là tại vì người mình không biết cách làm vịt, thành ra mới có mùi. Rachel ra mua mỡ vịt về chiên xào thử ăn cho biết được, hay là nấu nấu ăn biết, ăn nấu thử là biết. Bây giờ những cái tiệm mà danh tiếng Wolfgang Puck hay là gì này kia đó là họ dùng mỡ vịt. Ok, vậy đợt này là Rachel thử ở nhà mang mỡ vịt để sử Họ dụng thử. chiên khoai tây bằng mỡ vịt, rất độc. Trong khi đó McDonald's chiên khoai tây bằng dầu, Đúng rồi. độc ha. Ừ. Dạ rồi. Vậy vậy nếu mà vậy ở nhà Việt Nam của mình ưa ăn chả giò đồ là chiên hết thì Chiên bằng mỡ lấy mỡ vịt rất vịt chiên. Ok, rồi quý vị nhớ thử nha, thử rồi cho biết nhé. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đặt những câu hỏi. Quý vị ơi nhớ bấm nút like, và nếu mà quý vị còn những câu hỏi gì thì quý vị nhớ để lại bình luận dưới đây. Và đặc biệt là bấm nút share nha quý vị, cho nhiều người biết thêm. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc bác sĩ Liêm và tất cả quý vị được những ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại trong những video sau. Kính chào.